Chào Hector nhí. Dường như hôm nay trông em rất vui vẻ. Em đang đi đâu vậy? Em đang đến tiệm sơn của Tom sao? Để thay đổi hình dáng à? Bé Jack trong gia đình siêu nhân sao? Thật tuyệt vời. Hẹn gặp em ở tiệm sơn của Tom nha. Chào Tom, Hector nhí đến đây để thay đổi vẻ ngoài đó. Em ấy muốn bạn biến em ấy thành bé Jack trong gia đình siêu nhân. Tom nói đầu tiên em sẽ cần một cặp mắt kính lồi. Giờ em đã sẵn sàng để sơn rồi nha, Hector nhí. Không có mặt trời ở đây, Tom nhí. Và đó cũng không phải là kính lồi. Chúng ta cần nhiều màu đỏ để vẽ bộ đồ pyjama của bé Jack. Nhìn em sẽ giống như bé Jack, một siêu nhân thực sự. Tiếp theo là gì vậy Tom? Được rồi. Màu sơn be để sơn mặt cho bé Jack. Chúng ta cũng cần một cái cọ sơn. Nhìn em gần giống một siêu anh hùng rồi đó, Hector nhí. Chúng ta còn cần gì nữa nhỉ? Tóc của bé Jack. Hình như còn thêm một thứ nữa. Em đúng là một siêu anh hùng rồi. Em đang dùng sức mạnh để cất cánh sâu. Tuyệt vời ghê. Đó là gì vậy Tom? Để làm mắt laser cho Hector nhí sao? Wow, mắt laser. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau nha.
Chào Tom. Có nhiều lon sơn rỗng cần được tái chế. Bạn chắc là đã xài rất nhiều sơn. Đó là Hector nhí. Không biết hôm nay em ấy đã sẵn sàng để sơn chưa? Chào Hector nhí. Hôm nay em sẽ được sơn thế nào đây? Wow, một con dơi. Đúng là ngầu ghê. Tại sao em muốn thành một con dơi? Ben nhí luôn cố gắng hù dọa mọi người. Vậy nên em muốn bay lên nhà em ấy và hù em ấy sao? Ý tưởng tuyệt vời đó. Em ấy sẽ không bao giờ ngờ tới chuyện này. Tom đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Bước đầu tiên là đeo kính nắp bảo vệ mắt. Sơn phun màu tím. Màu tím đúng là một màu đẹp, đúng không Tom? Đúng rồi đó Tom nhí. Những quả nho cũng màu tím. Em không muốn chia sẻ những quả nho sao? Ồ không Tom, có vẻ như bạn sắp hết sơn tím rồi. Vừa đủ luôn. Em vẫn chưa xong đâu Hector nhí. Không được nhìn lén. Những chi tiết sẽ làm cho em trông thật hơn đó Hector nhí. Giống mũi dơi rồi. Cọ sơn đã làm em nhột hả? Đứng yên đi Hector nhí. Tha muốn tập trung sơn cho đúng. Giờ bạn đang tìm gì vậy Tom? Tai dơi nè, dĩ nhiên. Giờ em có thể làm cho Ben nhí hét toáng lên khi nhìn thấy em. Tiếp theo là gì Tom? Ôi trời, mấy cái răng nanh này thật nguy hiểm. Thật không thể tin được. Nhưng mà đừng cắn Ben nhí nha, Hector. Chi tiết tuyệt vời lắm Tom. Wow, cánh dơi. Thật là tuyệt vời. Đó là chân của em đó Hector nhí. Nhưng đừng cố dùng nó để treo ngược người như dơi nha. Xong rồi Hector nhí. Tom đã hoàn thành. Tuyệt lắm. Chúc em hù dọa bạn của em vui nha Hector nhí. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em lần sau. Ồ, chào em Frank nhí. Sao em phấn khởi vậy? À, hiểu rồi. Hôm nay là ngày lễ chó cưng. Và em muốn diện một bộ đồ mới sao? Vậy thì sao không tới tiệm sơn của Tom và chọn một trang phục thích hợp? Được rồi, đi thôi nào. Nè Tom,
bạn đang sắp xếp lại những chai sơn à? Nhìn ngăn nắp quá. Ôi trời ơi, Rành nhí, em tới rồi. Tom à, Rành nhí muốn trở thành một chú chó con trong ngày lễ chó cưng. Tuyệt lắm. Em muốn trở thành giống chó nào hả Frank nhí? Oh, Frank nhí thích điều bất ngờ lắm đó Tom. Tuyệt, bắt đầu thôi. Thật may là bạn đã sắp xếp lại những chai sơn đó Tom. Vậy em là một chú chó màu trắng đó Frank nhí. Đó là gợi ý đầu tiên của em. Bạn muốn dùng sơn tím để sơn mõm cho Frank nhí sao? Ý kiến hay lắm. Mình thắc mắc là Frank nhí sẽ biến thành giống chó gì đây? Chú chó của em đáng yêu lắm, giống y như em vậy. Tiếp theo là gì Tom? Chà, nhìn kìa Frank nhí, em trở thành chó rồi. Frank nhí thắc mắc là có phải bạn đã biến em ấy thành một chú chó husky trắng không? Không phải Frank nhí, không phải là chó husky đâu. Tom vẫn chưa hoàn thành trang phục mà. Giờ thì em đoán ra em là loại chó gì chưa, Frank nhí? Đúng rồi, em là giống chó đốm. Bạn làm tốt lắm, Tom. Frank nhí nhìn giống như loài chó đốm thật sự vậy. Giờ em đã sẵn sàng ra ngoài và chơi trong ngày lễ của chó yêu rồi, Frank nhí à. Chà, coi chừng Frank nhí là xe đua Cherry. Trang phục mới của Frank nhí tuyệt không Cherry? Bạn có muốn làm một bộ trang phục như ngày lễ chó cưng không? Ý kiến hay đó Frank nhí. Cherry muốn trở thành một chú chó husky. Được rồi Cherry, hãy đi sắm một bộ trang phục husky và hẹn gặp lại bạn nha. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại.
Xin chào Tom, hôm nay bạn sẽ sơn cho ai vậy? Chào Amber nhí, chào Lily. Tom sẽ sơn cho bạn thành ai nè? Ồ, một phù thủy. Tuyệt. Còn em thì sao Amber nhí? Một chú thỏ. Đúng là ý kiến hay. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu Tom? Làm màu sơn tím cho cái áo khoác của phù thủy phải không? Nhìn thật tuyệt. Màu vàng. Mình không biết là nó dùng để làm gì. Tất nhiên rồi, là những ngôi sao phù thủy. Cái gì ở đó vậy Tom? Ôi trời. Nhìn bạn thật sự giống phù thủy hơn rồi đó. Một phù thủy dùng cái đó để làm gì vậy? Ồ, mình hiểu rồi, một cây gậy phép. Hoàn hảo. Cuối cùng cũng xong. Nhìn bạn thật tuyệt Lily. Bây giờ tới lượt sơn cho Amber nhí rồi. Đứng yên nào Amber nhí. Tom chuẩn bị sơn cho em rồi đây. Bây giờ Tom sẽ sơn bụng của em màu trắng. Hơi nhột phải không? Tiếp theo là gì Tom? Bạn có chắc đây là thứ bạn cần không Tom? Thử dùng nó xem nào. Tuyệt. Tiếp theo là dùng cái này. Nhìn em dễ thương như thỏ vậy, Amber nhí à. Tới lúc trình diễn rồi các bạn. Hình như bạn có khán giả đầu tiên rồi Lily. Tới lúc thực hiện ma thuật rồi.
Thật là quá ấn tượng. Làm tốt lắm các cô gái. Tạm biệt Lily, tận hưởng diện mạo mới nha. Hẹn gặp lại các bạn. Tiệm sơn của Tom. Chào Matt, hôm nay nhìn bạn vui vẻ quá. Bạn đang tới tiệm sơn của Tom sao? Vui thật. Bạn sẽ biến hóa thành nhân vật nào vậy Matt? Captain America sao? Tuyệt. Chào buổi sáng Tom. Matt tới để sơn đây nè. Theo Tom vào tiệm sơn đi Matt. Đó là chỗ anh ấy để tất cả dụng cụ sơn. Bước đầu tiên là bảo vệ mắt của bạn. Ý kiến hay đó Tom. Bắt đầu với màu xanh. Khéo léo thật, bạn có một đường sọc rồi Matt. Làm gì tiếp đây Tom? Bạn đang chọn một cái cọ nhỏ để sơn những họa tiết nhỏ sao? Và màu sơn bạc nữa. Thật là ngạc nhiên Tom à. Tiếp theo là gì Tom? Một cái nón. Tuyệt. Wow! Là một cái khiên thép giống như Captain America. Chỉ cần sơn nó thôi. Là Captain America, sẵn sàng ứng cứu. Cảm ơn Tom, hẹn gặp lại lần sau. Chào Tom, hôm nay bạn đang làm gì vậy? Chào Bobby, hình như bạn đang muốn làm mới bản thân phải không? Bạn muốn làm một hải tặc sao? Chà, đó chắc là một nhiệm vụ lớn cho bạn đấy, Tom. Đầu tiên, chúng ta sơn trước nào. Bạn cần gì vậy, Tom? Tất nhiên, một bình xịt.
Chà, Bobby à, nhìn bạn như được làm từ gỗ vậy. Giờ là gì nữa? Ngạc nhiên thật. Còn thiếu thứ gì không Tom? Tuyệt vời, Tom mà, thật là quá độc đáo. Những miếng dán, là miếng dán gì vậy Tom? Là những khẩu pháo, phải rồi. Thật tuyệt. Hãy ra ngoài tiệm sơn nha Bobby, bởi vì vẫn còn nhiều thứ khác nữa. Nè Tom, bạn đang đợi ai vậy? Xe tải sàn phẳng Flavy sẽ giao cho bạn một số dụng cụ à. Xin chào Flavy, Tom đang đợi bạn nè. Bạn chở nhiều hàng quá vậy. Cảm ơn Flavy, hẹn gặp lại bạn. Hãy lắp những mảnh này vào nào. Đuôi tàu. Ý kiến hay đó. Mũi tàu. Hoàn hảo. Và cuối cùng là cột buồm. Chúng ta có đủ các thiết bị chưa Tom? Còn thiếu thứ gì vậy? Đúng rồi, là cánh buồm. Hãy treo nó lên cột buồm để có thể căng ra khi cột buồm kéo lên. Cờ hải tặc. Chà, Bobby à, khó mà nhận ra bạn rồi. Xong hết chưa Tom? Còn một bước cuối cùng à. Nhưng là gì vậy Tom? Tàu hải tặc. Thật không thể tin nổi. Tom à, bạn đúng là một nghệ sĩ tài ba. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.